Ông Putin ra tận sân bay đón tù nhân, ông Biden nói kỳ tích ngoại giao. Ngay đầu tháng 8, Nga và phương Tây bất ngờ tiến hành vụ trao đổi tù nhân, theo đó Nga nhận 8 công dân và 2 trẻ em là con của những người này. Đổi lại, 16 công dân, thường trú nhân phương Tây và các nhân vật đối lập người Nga di chuyển theo chiều ngược lại. Theo đài RT, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đích thân ra tận sân bay Vinukovo 2 ở ngoại ô Moscow cùng Bộ trưởng Quốc phòng Andrei Belousov, lãnh đạo Tổng cục An ninh Liên bang Nga FSB và lãnh đạo Cơ quan Tình báo nước ngoài SVB để đón các công dân Nga được thả. Tổng thống Putin cho biết, tôi muốn cảm ơn tất cả các bạn vì đã trung thành với lời thề, nghĩa vụ và đất nước đã không quên các bạn. Chúng ta sẽ gặp lại nhau. Chúng ta sẽ nói về tương lai của các bạn. Giờ tôi chỉ muốn chúc mừng các bạn đã trở về. Điện Kremlin bày tỏ hy vọng những người được thả từ Nga sẽ tránh xa nước này. Cựu Tổng thống Nga Dmitry Medvedev bình luận, giờ hãy để những kẻ phản bội sốt sắng tìm những cái tên mới và tích cực giả dạng dưới những chương trình bảo vệ nhân chứng. Theo hãng tin Reuters, Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết cuộc trao đổi là một kỳ tích về ngoại giao và tình hữu nghị và ca ngợi các đồng minh của Mỹ vì những quyết định táo bạo và dũng cảm của họ. Tổng thống Biden cũng gọi điện cho Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan để cảm ơn vì đã giúp cuộc trao đổi tù nhân diễn ra suôn sẻ. Thủ tướng Đức Olaf Scholz đã ra sân bay Cologne để đón các công dân và chia sẻ cảm giác xúc động khi gặp lại các công dân. Nhiều người bất ngờ về việc này và vẫn còn tràn ngập cảm xúc khi bất ngờ được trả tự do. Nhiều người đã sợ hãi cho sức khỏe và mạng sống của họ, Thủ tướng Đức Scholz nói. Thủ tướng Đức cũng chia sẻ về quyết định khó khăn của Berlin khi thả một sát thủ bị kết tội của Nga trong thỏa thuận để cứu người. Và cho biết không ai ra quyết định trục xuất một kẻ sát nhân bị kết án tù chung thân sau chỉ vài năm nhẹ nhàng như vậy. Trước đó, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đã nêu vấn đề với người đồng cấp Đức Annalena Baerbock tại hội nghị G7 hồi tháng 4 năm 2023 nhưng phía Đức không đồng ý. Cố vấn an ninh quốc gia Jake Sullivan của Nhà Trắng cũng đã nhiều lần đề cập việc thả ông Krasikov với người đồng cấp Đức. Một quan chức Mỹ cho hay, phải đến đầu tháng 6 vừa qua Thủ tướng Đức Olaf Scholz mới gật đầu đồng ý thả người, sau khi nhận được một bức thư tay của Tổng thống Biden vào cuối tháng 4. Theo hãng tin AFP của Pháp, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg ca ngợi nỗ lực phối hợp chặt chẽ của các nước đồng minh trong cuộc trao đổi này. Nó đi kèm một cái giá nhưng nó đã được cân đo đong đếm trước sự tự do và tính mạng của những người bị giam giữ bất công. Quan chức cấp cao Liên minh châu Âu về chính sách đối ngoại và an ninh cũng đã hoan nghênh những người được thả về phương Tây. Liên minh châu Âu nhẹ nhõm về việc thả và trao trả tự do của nhiều tù nhân chính trị, gồm các công dân EU từ Nga và Belarus, ông Borrell nói, và cũng nhắc đến sự hỗ trợ của Thổ Nhĩ Kỳ. Chính phủ Anh bày tỏ sự hoan nghênh nồng nhiệt về việc hai công dân Paul Whelan và Vladimir Kara, mơ ra của nước này được thả. Tổng biên tập tờ Nhật báo The Wall Street Journal cho biết, chúng tôi biết ơn Tổng thống Mỹ Joe Biden và chính quyền của ông đã kiên trì và quyết tâm đưa Evan về nhà, thay vì để anh ấy bị đưa đến trại lao động ở Nga vì một tội danh mà anh ấy không phạm phải. Cao ủy Liên Hiệp Quốc về Nhân quyền Volker Turk cũng chia sẻ cảm giác nhẹ nhõm về đợt trao đổi tù nhân giữa Nga và phương Tây. Theo trang The Hill, cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump nhắc lại những vụ trao đổi tù nhân được thực hiện trong chính quyền của ông và đề nghị Nhà Trắng công bố chi tiết thỏa thuận mới nhất. Hai lãnh đạo Đảng Cộng Hòa tại Quốc hội là Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson cùng lãnh đạo phe thiểu số Thượng viện Mitch McConnell ra tuyên bố chung hoan nghênh những người Mỹ được thả. Tuy nhiên, hai nhà lập pháp cũng bày tỏ lo ngại về cái giá của màn ngoại giao con tin này và về tác động đối với lãnh đạo Nga. Cựu Tổng thống Trump tiếp tục huy động được số tiền lớn cho quỹ tranh cử. Ngày 1 tháng 8, Ban vận động tranh cử của ông Donald Trump cho biết đã huy động được 138,7 triệu đô la Mỹ trong tháng 7, tháng mà ứng cử viên Tổng thống của Đảng Cộng Hòa may mắn sống sót sau một vụ ám sát bất thành. Số tiền quyên góp cho chiến dịch tranh cử của ông Trump trong tháng 7 tăng 24% so với con số 111,8 triệu đô la Mỹ huy động được trong tháng 6. Số tiền tài trợ mà quỹ tranh cử của cựu Tổng thống này hiện có là 327 triệu đô la Mỹ. Trước đó, Ban vận động tranh cử của ông Trump ngày 2 tháng 7 cho biết đã gây quỹ được 331 triệu đô la Mỹ trong quý 2, vượt qua con số 264 triệu đô la Mỹ mà ứng cử viên Đảng Dân chủ khi đó là Tổng thống đương nhiệm Joe Biden huy động được trong cùng giai đoạn. Sự kiện ám sát hụt ông Trump vào ngày 13 tháng 7 tại cuộc vận động tranh cử ở Butler, Pennsylvania được cho là góp phần thúc đẩy các khoản đóng góp cho chiến dịch gây quỹ của ứng cử viên Đảng Cộng hòa. Trong khi đó, Ban vận động tranh cử của Phó Tổng thống Kamala Harris, người nhiều khả năng sẽ là ứng cử viên của Đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử Tổng thống sắp tới,
vẫn chưa công bố tổng số tiền quyên góp được trong tháng 7. Tuy nhiên, đội ngũ tranh cử của bà Harris hôm 28 tháng 7 cho biết đã huy động được 200 triệu đô la Mỹ và tuyển được 170.000 tình nguyện viên mới ngay trong tuần đầu tiên kể từ khi bà được ông Biden đề cử làm ứng cử viên tổng thống của Đảng Dân Chủ. Các cuộc thăm dò dư luận trong tuần qua cho thấy bà Harris đang thu hẹp khoảng cách với đối thủ Trump, song cựu tổng thống này vẫn đang dẫn đầu trong một số cuộc khảo sát toàn quốc. Trước lo ngại sự trỗi dậy mạnh mẽ và nhanh chóng của bà Harris, chiến dịch vận động tranh cử của ông Trump ngày 29 tháng 7 công bố chi 10 triệu đô la Mỹ cho các quảng cáo. Đây là chiến dịch quảng bá lớn nhất của ông Trump kể từ tháng 1 năm nay. Ukraine tiếp tục tấn công bán đảo Crimea của Nga. Rạng sáng ngày 2 tháng 8, các vụ nổ lớn đã xuất hiện ở Crimea. Cảnh báo về mối đe dọa tên lửa và máy bay không người lái đã được ban bố trên khắp các khu vực của bán đảo này. Thống đốc Sevastopol, ông Mikhail Razvozhev cho biết, vào đêm ngày 1, rạng sáng ngày 2 tháng 8, Ukraine đã thực hiện một cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái nhằm vào bán đảo Crimea. Các lực lượng phòng không Nga đã bắn hạ 4 mục tiêu trên không ở Sevastopol. Sáng cùng ngày, ông Mikhail Razvozhev viết trên Telegram, Ukraine đã tấn công Crimea bằng tên lửa ATACMS. Một phần đầu đạn của tên lửa bị bắn rơi đã xuyên qua mái nhà và mắc kẹt tại tầng kỹ thuật của tòa nhà 9 tầng trên phố Otrikov, Sevastopol. Theo quan chức này, tòa nhà và các khu vực xung quanh đã bị phong tỏa, cư dân được sơ tán đến một địa điểm tạm thời cho đến khi đầu đạn của tên lửa tầm xa ATACMS được vô hiệu hóa. Hiện, giới chức Ukraine chưa bình luận về các thông tin trên. ATACMS được tập đoàn Lockheed Martin của Mỹ phát triển và sản xuất từ những năm 1990. Tên lửa được thiết kế để trang bị trên tổ hợp pháo phản lực HIMARS, có khả năng vô hiệu hóa các sở chỉ huy và phá hủy kho vũ khí, đạn dược của đối phương. Nhà Trắng xác nhận cung cấp ATACMS lần đầu cho Ukraine vào tháng 10 năm 2023. Phiên bản ATACMS được gửi tới Ukraine là MGM-140A có tầm bắn 165 km. Tên lửa này có khả năng giải phóng 950 quả đạn con, gây sát thương trên một khu vực rộng lớn. Hồi tháng 3 năm nay, có thông tin cho biết Ukraine nhiều lần đề nghị Mỹ cung cấp tên lửa ATACMS tầm xa, có tầm bắn 290 km. Tuy nhiên, các quan chức Lầu Năm Góc thời điểm đó cho rằng quân đội Mỹ không thể cung cấp tên lửa ATACMS tầm xa nguyên bản vì phải đáp ứng nhu cầu của quân đội nước này. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Để tìm hiểu thêm những thông tin khác liên quan tới các vấn đề về thị trường, kinh tế, doanh nghiệp, mời quý vị truy cập vào website của chúng tôi tại địa chỉ www.kinhtechungkhoan.vn để theo dõi. Nếu thấy hay, hãy nhấn like và đăng ký kênh để ủng hộ Tòa Soạn có thêm động lực sản xuất nhiều video hay phục vụ quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại!